60 giây bắt đầu. Đây là một danh từ có hai từ và chữ cái đầu tiên của nó giống nhau. Nó chỉ đúng là chủ đề trời đất và nó chỉ những cái ở trên trời. Từ đầu tiên thì là những cái bay bổng ở trên trời và cái còn lại thì mây mưa. Chưa chính xác. Còn từ còn lại thì là chỉ những cái làm cho gió, cái làm cho lá xào xạc. Nó là từ Hán. Từ đầu tiên là những cái thứ bay lơ lửng ở trên trời, còn từ đằng sau là những cái thứ làm cho lá xào xạc. Mây gió. Từ Hán Việt ạ. Tiếp tục. Còn bao nhiêu giây ạ? Vân vũ. Gì ạ? Vân vũ. Chưa chính xác. Vân vũ. Vân vũ, chính xác. Chưa hưởng của em. Chú nghĩ rằng là cháu sẽ gợi ý rất nhanh. Bởi vì dùng mọi cách, tôi nói ví dụ, các em nhỏ mới đi học thì cần phải tập đánh. Rồi ạ. Đánh gì? Đánh vần. Ra ngay. Mỗi người một điểm, xin chúc mừng. Bây giờ sẽ là từ tiếp theo. Cố gắng lên nhá. Vâng ạ. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một danh từ có hai chữ và khi mà mình nhìn thấy cái vật thể này nó rơi xuống thì mình thường ước một cái thiên thạch nó rơi từ trên. Xin mời Hà Trung. Sao băng. Đáp án chính xác. Mỗi bạn được 4 điểm, xin chúc mừng. Và bây giờ mời bạn sẽ về chỗ, chúng ta đến với người tiếp theo. Bạn thấy phần vừa rồi thế nào? Câu 1 là đúng là một pha kiến tạo tuyệt vời của cháu. Còn phần 2, câu 2 là cháu cũng nghĩ ra mà bấm chậm hơn anh Trung ạ. Và bây giờ cố gắng nhé. Dạ vâng. Sáu mươi giây bắt đầu. Từ này là một từ gồm có 10 chữ cái tất cả, nó có 3 tiếng. Số chữ cái tương ứng ở mỗi tiếng là 3, 3 và 4. Từ thứ nhất là một phương tiện di chuyển ở trên biển. Từ thứ hai là trong một gia đình thì sẽ có bố mẹ và ba chấm. Từ thứ ba là một cái hình học. Xin mời. Đáp án của cháu là tàu con thoi. Đáp án hoàn toàn đúng. Tàu con thoi, xin chúc mừng. Rất thông minh trong gợi ý tàu con thoi. Mỗi bạn có cho mình 3 điểm. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một từ gồm có 8 chữ chia làm 2 tiếng. Một tiếng đầu tiên có 5 chữ và thứ hai có 3 chữ. Từ đầu tiên là một câu chuyện cổ tích có tên là bộ quần áo của ba chấm đế. Từ thứ hai là một dụng cụ dùng để may vá thêu thùa. Hoàng kim. Đáp án chính xác đó là hoàng kim. Rất nhanh. Hà Trung được cộng thêm 3 điểm và cháu cũng thêm 3 điểm. Căng đấy. Mời Hà Trung. Anh làm như em vừa nãy là được. Khó đấy em ạ. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Nào, tôi sẽ tìm từ. Đấy, em biết ngay lại chọn mặt gửi đề em ạ. Từ... Sáu mươi giây bắt đầu. Một từ có 7 chữ cái gồm 2 tiếng ghép lại. Tiếng đầu tiên 4 chữ, tiếng thứ hai 3 chữ. Giống y. Tôn Ngộ Không thì sẽ 3 chấm hình, gọi là phép thuật. Và từ thứ hai là một từ. Xin mời. Biến mất. Chưa chính xác. Còn từ thứ hai mà trong tiếng Hán, trong từ thứ hai là một từ đồng nghĩa với đốt.
nốt đi. Vào ngày lễ rằm Tết, chúng ta sẽ mang chấm 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 vàng. Cứ đi. Biến hóa. Chính xác. Đáp án chính xác, đó là biến hóa. Xem phức tạp thế. Dạ em à, cuống đấy. Chúng ta thường xếp 3 môn học toán, lý và... À ừ đúng. Nhanh hơn. Đúng không? Nhưng bạn có biết không? Để đưa ra gợi ý như thế là tôi đã nghiên cứu cách gợi ý và tôi biết từ này cách đây 2 ngày rồi. Đấy, đừng đùa với tôi, hiểu chưa? Đừng có khen tôi cái gì. Mỗi bạn cộng thêm cho mình 2 điểm. Tiếp theo. Nói chung em cũng chưa tìm ra cách nhanh nhất đâu. 60 giây bắt đầu. Đây là một từ có 2 tiếng có 6 chữ cái nhá. Tiếng đầu tiên 3 chữ, tiếng thứ hai 3 chữ. Tiếng đầu tiên thì là một kiểu nấu ăn ấy. Nó không phải là xào, không phải là nấu, mà là... Tiếng thứ hai là kéo đi, lôi đi, đồng nghĩa với kéo đi, lôi đi. Và hai tiếng này tạo thành một từ. Trong vật lý thì có luật hấp dẫn. Đáp án chính xác. Ôi trời ơi, thì nói luôn cái đầu tiên thì... Đấy, thầy trưởng, chúng ta đã từng học luật vạn vật. Anh biết trước 2 ngày rồi đúng không? Con học chưa? Con học rồi ạ, chỉ là con bấm sau anh thôi. Làm ăn thế thì chết, lần sau phải nhường em nhá. Mày mới biết cái này. Vâng, mỗi bạn được cộng thêm cho mình 3 điểm. Chúng ta cùng xem tổng số điểm của 3 người chơi cho đến giờ phút này. Bạn Hiền 8 điểm. Bạn Hà Trung có 13 điểm. Người còn lại đang đạt 11 điểm. Bạn Hiền, chúng ta phải chia tay nhau rồi. Khi mà tham gia chương trình thì con biết được thêm rất nhiều câu, mà rất nhiều từ mà thậm chí là con chưa bao giờ được tiếp xúc qua. Nên là thông qua chương trình thì con đã học hỏi được rất nhiều điều. Chú cảm ơn con đã đến tham gia chương trình. Chúc con luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn chú.